cả nhà yêu. Thì hôm nay em lại trở lại đây và hôm nay em sẽ có một bí kíp rất là đặc biệt để review cho mọi người. Thì như mọi người có thể thấy thì trên tay em đang cầm đó chính là lọ xịt khoáng tế bào gốc MioSkin 5-trong-1. Dạo gần đây á thì em nghe nói là em này rất là hot và đi đâu cũng nhìn thấy em ấy luôn, nên là em đã quyết định là mua thử về xài và review cho mọi người. Bây giờ mình sẽ cùng điểm qua một số cái công dụng đặc biệt của em MioSkin này, vì sao mà em ấy lại đang làm mưa làm bão trên thị trường nha. Mọi người cùng em điểm qua các công dụng đặc biệt của em ấy nha. Một trong những cái điểm cộng to đùng của em MioSkin này đó chính là đây là sản phẩm đầu tiên và duy nhất mang công nghệ tế bào nhỏ vào trong một cái sản phẩm xịt khoáng. Và về thành phần của em nó thì em nó chứa toàn là những cái thành phần mà nó là cao cấp và quý hiếm, như là DNA cá hồi, tế bào gốc trà xanh. Mà như mọi người đã được biết đó, thì những cái thành phần gốc, thành phần quý hiếm này thì nó chỉ được dùng trong cái công nghệ spa cao cấp của Hàn Quốc. Dùng thường là được dùng để lăn kim hoặc là dùng để tiêm lên trên da mặt, giúp cho da mặt của mình trẻ hóa và ngày càng trắng sáng. Thì ngày hôm nay những cái thành phần quý hiếm đó đã được chứa trong cái em xịt khoáng MioSkin này. Và bây giờ thì em sẽ nói sơ qua về phần công dụng của em MioSkin này cho mọi người được biết ha. Công dụng của cái em xịt khoáng này thì nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà rất là có vỏ mọi người nha. Công dụng của em nó thì rất là nhiều. Điểm sơ qua những công dụng chính thì đầu tiên là em nó sẽ là bức tường để bảo vệ cho làn da của mình, giúp cho làn da của mình căng bóng, trắng mịn, và mình có thể xịt em nó sau cái lớp make up của mình, giúp để bảo vệ cái lớp make up của mình cũng đều rất là ok nha. Và cái công dụng thứ hai của em nó là giúp cho phục hồi làn da hư tổn sau những cái tổn thương do mụn để lại, hoặc là do da bị mỏng yếu khi mà mọi người sử dụng mỹ phẩm mà bị kém chất lượng. Thì đây sẽ là cái sản phẩm giúp cho làn da của mình được phục hồi một cách nhanh chóng hơn. Và đặc biệt một cái điểm cộng to đùng nữa đó chính là em nó thay cho toàn bộ các bước dưỡng da cơ bản, ví dụ như là toner hay là kem lót này nọ, nên là sẽ rất là phù hợp với những người mà bận rộn hoặc là những anh chị nào mà không có thời gian dưỡng da nhiều. Thì một cái em sản phẩm xịt khoáng MioSkin 5-trong-1 này sẽ giúp cho mọi người luôn nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái chai xịt khoáng MioSkin này nha. Thì cái cách thứ sử dụng của nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Vì đầu tiên là mình chỉ việc mở nắp nè, sau đó thì để chai cách mặt của mình từ 20-30cm. Đầu xịt thì sẽ hướng lên bên trên, và để cho việc này giúp cho các tia xịt được phun đều lên khắp mặt của mình và để tránh cảm giác mặt của mình bị rát, mình sẽ phun trực tiếp lên trên ba chỗ của cơ thể, đó chính là phần mặt và cổ và sau đó sau gáy. Mình chỉ bấm 3 lần thôi, bởi vì là nó sẽ tránh cái việc lãng phí cái tinh chất này, và thứ hai nữa là để tránh cho cái việc cái nút bấm này nó sẽ không có bị hư nếu như mà bạn bấm quá nhiều. Thì bây giờ mình sẽ xịt trực tiếp lên trên mặt luôn nha. Mọi người nhắm mắt lại. Ok, như mọi người thấy thì bây giờ tinh chất đã thấm đều lên trên mặt của mình rồi. Thì việc tiếp theo mình chỉ việc lấy tay xoay nhẹ lên và mình vỗ vỗ cho tinh chất thấm vào mặt thôi. Mùi thì cực kỳ thơm luôn. Ở phần cổ này cũng vậy. Ok, như vậy thì đã là xong cái cách dùng thứ nhất là cách dùng cấp ẩm rồi nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tiếp theo. Ok, cái cách dưỡng da thứ hai đó chính là mình sẽ trực sử dụng cái MioSkin như một loại kem dưỡng da bình thường luôn. Thì việc cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là mọi người nhớ rửa sạch tay trước khi mà mình dưỡng da. Sau đó thì mình sẽ xịt khoảng 2 lần những cái sản phẩm này lên trên da hoặc là một lượng vừa đủ. Rồi, ok. Sau đó thì đã có tinh chất trên da rồi thì mọi người sẽ thấm lên trên làn da của mình. Massage nhẹ từ 3-5 phút hoặc là nhiều hơn nữa nếu như mọi người có thời gian nha. Đó, khi mà tinh chất đã thấm đều lên trên mặt của mình rồi thì mình nhớ vỗ nhẹ để cho làn da của mình được thấm đều tinh chất. Xong rồi, như mọi người có thể thấy thì làn da của Ngọc đã căng bóng rõ rệt đúng không nè. Và điều quan trọng nhất mà chị em mình nhớ lưu ý khi mà mình dưỡng da đó chính là bước làm sạch da nha. Bởi vì khi mà mọi người làm sạch da rồi á thì da của mình nó mới sạch, và cái tinh chất của xịt khoáng mới có thể thấm sâu vào bên trong làn da, giúp nuôi dưỡng làn da của mình từ sâu bên trong được. Vậy là Ngọc đã review xong cho chị em mình cách sử dụng cũng như là công dụng thành phần của em MioSkin này rồi nha. Hẹn gặp lại mọi người ở một cái video sau khi mà Ngọc đã trải nghiệm sử dụng sản phẩm này được một thời gian nha. Và còn một lưu ý nhỏ nữa. Đó chính là nhân dịp 20 tháng 10 sắp tới đây thì nhà MioSkin đang có chương trình mang tên đó là dọn dẹp góc làm đẹp. Nên mọi bạn nào mà có nhu cầu mua hàng hay tham khảo mà muốn đăng ký qua link thì mọi người nhớ đăng ký mua hàng qua link để được giảm giá 10% nha. Bye bye mọi người.